Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong lịch sử, Phật giáo đã đi cùng dân tộc Việt Nam, góp phần định hình nên nếp sống, truyền sống tốt đẹp, một nền văn hóa nhân bản và một tinh thần bao dung hòa hợp. Có được như vậy phải nói đến giáo dục Phật giáo. Mục đích của giáo dục Phật giáo là hướng con người đến trí tuệ chân thật, giúp con người thoát khỏi những khổ đau. Vâng theo lời dạy của Đức Phật, noi theo hành nguyện và đức tính cao quý của Đức Thánh Mẫu Kiều Đàm, nữ giới Việt Nam, ni giới Phật giáo Bình Phước luôn thừa hành sứ mạng tác như lai sứ, hành như lai sự, có nhiều đóng góp thiết thực cho chính bản thân, tăng già và cho xã hội bằng những hoạt động như hoằng pháp từ thiện, thành lập chùa. Trong đó, giáo dục thanh thiếu niên Phật giáo là yếu tố cần và quan trọng của giáo hội nói chung và ni giới Bình Phước nói riêng. Vì vậy, mục tiêu bài viết của chúng con nhằm giới thiệu về ni giới Bình Phước trong việc giáo dục thanh thiếu niên Phật giáo và gợi ý một số giải pháp hoạt động của chư ni trong tỉnh nhà. Trước hết, cần nhìn lại hoạt động giáo dục thanh thiếu niên Phật giáo trong thời gian qua. Ni giới Bình Phước ngay từ thời kỳ đầu đã hướng đến giáo dục thanh thiếu niên Phật giáo. Việc làm này nhằm xây dựng một đội ngũ thanh thiếu niên có nền tảng về giáo lý, có kiến thức về thế học và những hoạt động bên ngoài xã hội. Trước khi có chư ni về trụ trì, nhiều chùa trên địa bàn tỉnh đã thành lập gia đình Phật tử như chùa Quang Minh, thành phố Đồng Xoài, chùa Giác Ngộ, huyện Bù Đăng, chùa Đức Minh, thị xã Bình Long, v.v. Đến nay, gia đình Phật tử Phận Đương luôn được các chùa duy trì và ngày càng mở rộng hơn. Trong giai đoạn hiện nay, giáo dục thanh thiếu niên Phật giáo là một vấn đề quan trọng mà giáo hội và tăng ni cả nước quan tâm. Ngoài việc thành lập gia đình Phật tử nhằm phát huy tính khế lý, khế cơ của Phật giáo, chư ni trong tỉnh với nhiều cách thức và nhiều phương tiện khác nhau đã hướng dẫn thanh thiếu niên đến chùa sinh hoạt, tu tập và vui chơi. Từ trường an lành ở các từ viện đã tạo cơ hội kết nối để thanh thiếu niên trau dồi đời sống đạo đức của chính mình. Với ý nghĩa đó, ni giới Bình Phước đã và đang tổ chức các lớp giáo lý, các câu lạc bộ thanh thiếu niên, khóa tu, hội trại hè cho sinh viên các huyện thị thành phố như chùa Thanh An, huyện Bù Đăng, chùa Thanh Lâm, huyện Lộc Ninh, thiền viện Trúc Lâm Bình Phước, huyện Lộc Ninh, v.v. Tinh thần giáo dục giới trẻ đặt ra nhiều vấn đề, nhất là làm sao giúp cho sinh viên thấm nhuần giáo lý Phật giáo, áp dụng giáo lý vào đời sống hàng ngày, từ đó mà có đường hướng đúng đắn, việc sống tốt đẹp, tốt đạo đẹp đời, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Qua trao đổi với một số chư ni trong tỉnh về việc giáo dục thanh thiếu niên Phật giáo, như sư cô Tuệ Tâm ở chùa Phước Lâm, sư cô Thích Nữ Nhuận Trí ở chùa Thanh An, huyện Bù Đăng, ni sư Thích Nữ Huệ Đức, thiền viện Trúc Lâm Tà Thiết, tất cả các ngôi chùa đã và đang mở hội trại hè cho các em đến tu học với mục đích nhằm cho các em luôn luôn huân tập chủng tự Phật, nắm rõ những giáo lý căn bản của người Phật tử, nuôi dưỡng lòng yêu thương, lòng biết ơn đối với cha mẹ, anh chị em, mọi loài, từ đó xây dựng cuộc sống cho mình, cho gia đình và cho xã hội. Để công tác giáo dục thanh thiếu niên Phật giáo ngày càng phát huy tối đa và hiệu quả,
Chúng con xin đề xuất một số giải pháp như sau. Thứ nhất, việc giáo dục thanh thiếu niên cần phải có mô hình, phương pháp, chương trình cụ thể và cách thức rõ ràng. Thứ hai, cần giáo dục thanh thiếu niên theo từng độ tuổi như thiếu nhi, thanh niên, sinh viên, giúp họ dễ dàng nắm bắt giáo lý, các hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Thứ ba, ni giới Bình Phước cần dấn thân với tinh thần phụng sự đạo pháp không mệt mỏi, vô ngã lời tha, như vậy mới hy vọng có thể đạt được những kết quả khả dĩ trong việc giáo dục thanh thiếu niên trong thời hiện đại. Chính nhờ sự tận tâm của ni giới mà giáo lý đạo Phật đến được với thanh thiếu niên một cách gần gũi, thiết thực và thu hút họ đến với Phật giáo ngày một đông hơn. Tóm lại, giáo dục thanh thiếu niên Phật giáo là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong hệ thống tổ chức giáo hội. Trước kia, việc giáo dục rất mới lạ, chưa phổ cập rộng rãi, bởi hầu như chỉ thuần túy diễn ra theo kinh nghiệm. Hơn nữa, đạo Phật Việt Nam thuở đó phần lớn ưu tiên đối tượng người lớn. Việc các em nhỏ lên chùa gần như chỉ vâng lời cha mẹ, làm lễ quy y mà chưa thực sự được hiểu Phật, Pháp, Tăng là gì. Chính vì vậy mà vai trò của ni giới Bình Phước trong việc giáo dục thanh thiếu niên Phật giáo là rất quan trọng. Có thể nói, nếu trước kia thanh thiếu niên vào chùa chỉ có thể đi cùng cha mẹ, ông bà, cũng chỉ lễ Phật, xem phong cảnh hoặc nghe Pháp cùng với người lớn, thì nay đã có một tổ chức dành riêng cho các em tu học, có bạn cùng chí hướng, có thầy cô, anh chị hướng dẫn rõ ràng và được học giáo lý, tham gia văn nghệ cùng những hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Điều đó đã dần xóa bỏ tư tưởng tồn tại từ trước đến nay. Khi nói đến đạo Phật là nói đến tôn giáo của người già, và người ta thường nhắc đến câu trẻ vui nhà, già vui chùa. Xóa bỏ định kiến, tạo dựng được hình ảnh mới, sức sống mới này, rõ ràng Phật giáo đã không còn chỉ là tôn giáo của người già mà đã rất gần gũi với lớp trẻ. Đây là điều mà ni giới Bình Phước đóng góp cho to lớn cho Phật giáo nước già, cũng như tỉnh Bình Phước giúp cho Phật giáo ngày một xương minh hưng thịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin chân thành tri ân quý ngài đã lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Sư